Hello, xin chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác. Quay lại với chung còi Apple TV. Hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em nhé. Thì ngày mai mình lại về được một ít 13 thường đấy, hay là dòng 12 mini đấy, thay màn và mực bé. Anh em nào mà đang có hứng thú với hai dòng đấy thì anh em chuẩn bị ngày mai đấy, xem video của mình anh em nhá, thì chắc chắn anh em sẽ chốt được luôn, giá cực kỳ ok, mình cảm thấy giá rất chi là ổn ổn luôn đấy, mà rẻ chỉ ngang con 8 Plus thôi. Thì không để anh em đợi lâu nữa, nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em ở đây. Thì cũng đa số cũng zin cũng có mà mực cũng có, nói chung là hôm nay mình lên lẫn lộn đấy, nhưng mà hàng mực vẫn nhiều hơn, hàng phim vẫn nhiều hơn, bởi vì thực sự là anh em cần những hàng này nhiều hơn. Mình lên video mình thấy những hàng này nó tiêu thụ nhanh hơn hàng zin đấy. Thì còn anh em nào mà thích hàng zin nhá thì nhắn tin trực tiếp cho mình vẫn có hàng zin luôn đấy, zin nguyên bản nguyên hát luôn. Còn đây không để anh em đợi lâu nữa nhá, thì hôm nay mình lại lên cho anh em một con iPhone 12 thường 64GB đây. Con này hôm qua có mấy anh em hỏi nhưng lại không em nào chốt. Thế mới đen thực sự này nhá, mực siêu nhỏ, mực kim siêu nhỏ luôn con này. Xin lỗi mọi người nha, vừa nãy mình có gặp một chút sự trục trặc về quay phim. Thì đây mình quay lại với cho quay lại với tất cả cho anh em một con iPhone 12 thường 64GB zin nguyên bản nguyên áp, mực siêu kim kim ở đây anh em nhá, siêu kim kim đây đấy, mực siêu kim kim đây này. Hình thức thì con này thì mình báo luôn là con này là vỏ thì nó không được đẹp bằng những con kia đấy, nhưng nó sẽ rẻ hơn rất chi là nhiều luôn. Con này rẻ được gần triệu bạc luôn cho anh em nhá. Đấy, vỏ nó phế một tí tí thôi đấy, phế tí thôi đấy, màn zin nhá có một hai vết xước là bình thường đấy. Con này zin nguyên bản nguyên áp đây, vỏ hơi phế, nói chung là con này mình báo luôn là vỏ phế, cứ báo rõ chuẩn tình trạng cho anh em. Anh em nào cảm thấy ok thì mọi người múc thì nhắn tin cho mình anh em nhá, không phải che giấu gì cả đấy, cứ zin mình zin là mình bao zin này. Mực thì con này mực cực bé luôn, bé gần như là nhất nhì trong cái dòng 12 luôn. Con này mình để cho anh em với giá là 5,4 triệu iPhone 12 64GB máy quốc tế full chức năng, màn mực kim bé tí thì ti, vẫn tặng kèm cho anh em sạc ốp lưng cường lực nhá, để cho anh em giá là 5,4 triệu đồng cho anh em, 5,4 triệu đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone 12 256GB, con này cũng rẻ này, con này cũng để cho anh em rẻ này. iPhone 12 256GB máy quốc tế full chức năng, màn mực đấy, mực góc ở trên tay chỗ này, mực ở trên tay chỗ này anh em nhá. Con này thì bản này bản 256 cao cực kỳ cao, cao lắm rồi đấy. Vỏ con này thì cũng đẹp mà màn cũng đẹp, vỏ cũng đẹp, nhưng con này hôm nay mình chỉ để cho anh em với giá là 5,000,000 bao nhiêu ạ, 5,900,000 đồng thôi. iPhone 12 256GB 5,900,000 đồng vẫn tặng kèm cho anh em ốp lưng cường lực anh em nhá. iPhone 12 256GB máy quốc tế zin full zin app 5,900,000 đồng cho tất cả anh em, 5,900,000 này. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng vẫn là 12 đi anh em nhỉ, 12 128 đấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 12 128 này, con này mực tí thì đây thôi, mực tí chấm này thôi. iPhone 12 128GB zin nguyên bản luôn, nguyên áp luôn đấy. Hình thức con này thì ok, hình thức con này thì đẹp anh em nhá, con này vỏ đẹp luôn, vỏ đẹp màn đẹp. Con này thì để cho anh em với giá là 6,000,000 iPhone 12 128GB máy đẹp 6,000,000 anh em nhá. Đấy thì đây 6,000,000 này, 12 thường 128GB zin hết 6,000,000 đồng này. Nói chung là những cái hàng này là mình hàng lấy hàng nước đầu nên là vỏ nó sẽ đẹp, và những hàng vỏ đẹp này thì nó sẽ cao hơn là những hàng vỏ xấu vỏ phế nhá. Nhiều anh em cứ so sánh vào tại sao những bên kia bên A bên B bên C mà bán có hơn 5,000,000 đây, thực sự đây 12 64GB đây, vỏ hơi phế đây, mình bán cho em có hơn 5,000,000 thôi đấy, chỉ 5,4 triệu thôi đấy, có hơn 5,000,000. Còn anh em nào mà thích những hàng vỏ đẹp hơn thì nó cao một chút, ví dụ ghi cao hơn chút là 6,000,000 này, 6,000,000 bán 128 này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 128, nói chung là tiền thì nó sẽ đi liền với lại hình thức và chất lượng máy anh em nhé. Chất lượng thì mình sẽ bao zin hết rồi đấy, con này thì cũng là 128GB máy quốc tế full chức năng, màn mực ở đây. Con này mình để cho anh em với giá là bao nhiêu ạ? Con này mình cũng để cho anh em với giá là 5,900,000 đồng anh em nhá. iPhone 12 128GB cũng zin nguyên bản nguyên áp 5,900,000 anh em nhá. Bảo 128 máy màu tím, hình thức đẹp. Nói chung cái chỗ này là bẩn thôi, chỗ này là bẩn thôi, mình lau sạch luôn này. Đấy, lau cái sạch luôn chứ không phải xước hay là cấn gì đâu nhá. Con nào cấn mình sẽ báo cho anh em cấn, báo rõ tình trạng cho anh em luôn. Con này cũng để cho anh em giá là 5,900,000 đồng cho tất cả anh em luôn. 12 128GB máy màu tím 5,900,000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 256GB. Đấy, con này cũng màu tím nhưng con này bản 256 cơ. Đấy, bản cao, cao hơn. Đấy, iPhone 12 thường này, 256GB này mực bé này.
máy quốc tế full chức năng này mực tí ở đây thôi nhá, mực tí đi đây, còn lại là zin hết. Con này mình để cho anh em với giá là 6.300.000 đồng, iPhone 12 256GB, 6.300.000 đồng, mà tôi để cho anh em giá là 6.250.000 em nhá. iPhone 12 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, 6.250.000 cho anh em, 6250 bán 256 luôn nhá, quá ngon này. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 12 thường thôi, 12 thường zin đi, được không anh em? Đây, 12 thường zin. Hôm trước em nào hỏi mình bảo là anh không nên 12 thường zin 64 ở đây, zin nguyên bản nguyên áp đây, pin 86% đây, máy màu đen nhá, đẹp keng, zin áp mà pin cao luôn, pin 86 như này là quá cao rồi, bởi vì nó là pin zin. Đấy, hình thức này. Đấy, anh em ok chưa? Con này mình để cho anh em với giá bao nhiêu ạ? Con này mình để cho anh em giá là 6.800.000 đồng nhá. iPhone 12 62GB, máy quốc tế zin full, 6.800.000 đồng cho tất cả anh em, 6.800 nha mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em iPhone 12 thường 128GB, cũng là hàng zin áp nhá. Hàng này cũng không có lỗi gì đâu, zin zin đẹp, zin áp, pin 85, pin zin thoải mái, máy màu xanh. Con này thì mình để cho anh em với giá là 7 triệu bao nhiêu ạ? Con này mình để cho anh em hôm nay với giá là 7.700.000 anh em nhá. iPhone 12 128GB, nguyên bản nguyên áp, hình thức đẹp, màn không có vết xước luôn. Đấy, mình bao zin full. Con này mình để cho mọi người với giá là 7.700.000 đồng cho tất cả anh em, 7.700.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 128 nữa. Con này hôm trước mình lên cũng có một hai anh em hỏi nhưng mà bảo là mai anh em cọc nhưng mà chưa thấy cọc này. Đấy, chưa cọc thì mình vẫn còn luôn nhá. iPhone 12 128GB zin áp anh em nhá. Nhiều anh em cứ thắc mắc bảo tại sao pin 100 vẫn còn zin áp thì anh em cứ thử mua về xem, mình bao zin full cho anh em nhá. Nếu không zin mình tặng máy, ok chưa ạ? Đấy, thì bây giờ pin nó 100 thì mình sẽ báo cho anh em là pin 100 và zin nguyên bản nguyên áp. Pin này không phải là mình thay nhá, mà là đã được Apple người ta thay từ cái lúc người ta bán ra rồi. Đấy, con này pin 100% luôn, quá ngon. Mà là áp căng đét nhá, 128GB. Con này mình để cho anh em với giá là 8 triệu đồng, 12 128GB, 8 triệu cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em những cái dòng 11 Pro hay là 12 Pro nhỉ? Lên cho anh em dòng 11 Pro đi nhá. 11 Pro 256GB, máy quốc tế full chức năng, màn mực bé, pin 85. Ô, con này hôm nay mình để thanh xử lý luôn cho anh em này, 5.9 triệu anh em nhá. 11 Pro 256GB, máy quốc tế full chức năng, vỏ đẹp, pin bán luôn, pin 85, pin zin nhá, để cho anh luôn cho anh em với giá là 5.900.000 đồng cho tất cả anh em, 5.9 triệu, hình thức đẹp luôn, 5.9 triệu này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 64GB nữa, máy quốc tế full chức năng, zin áp nhá, màu đen. Đấy, con này bản 64 mực bên cạnh này, để cho anh em với giá là 5 triệu. iPhone 11 Pro quốc tế full chức năng 64GB, máy đẹp, đen, màu đen. Đấy, hình thức thì đẹp, mà mực thì là mực rìa màn anh em nhé. Đấy, cũng đang còn áp luôn. Con này mình để cho anh em giá 5 triệu 11 Pro, 5 triệu đồng cho tất cả anh em, 5 triệu này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro nữa. Con này bán 256GB, máy quốc tế full chức năng, màn phim. Đấy, con này màn phim ở đây, phim dưới này em nhé. Con này màn phim ở dưới này này. Đấy, phim ở dưới này thì mình bao đến viễn không giờ lan luôn. Đấy, con này mình bản này bản 256 nhé, cũng là bản 256 luôn. Máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này thì mình để cho anh em với giá là 6 triệu anh em nhé. iPhone 11 Pro 256GB, 6 triệu đồng cho tất cả anh em luôn. Bản 256 màu vàng gold, máy phim màn thôi, còn lại là zin hết anh em nhé. Còn lại là zin hết, con này mình để cho anh em giá là 6 triệu đồng này, 6 triệu 11 Pro 256, hình thức đẹp. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 11 Pro hàng zin áp. iPhone 11 Pro 256GB, máy quốc tế zin full zin áp, hình thức đẹp. Con này thì mình để cho anh em với giá là 7.3 triệu. Đấy, iPhone 11 Pro này 7.300.000 đồng, nó sẽ đắt hơn những cái dòng kia tầm hơn 1 triệu. Anh em mà cứ cân nhắc thích, anh em mua hàng này cũng hàng zin full được, hoặc là màn hàng zin như mực hoặc phim được, thì nó rẻ được hơn 1 triệu. Con này bán 256GB màu vàng gold, máy quốc tế zin full. Con này thì mình để cho anh em với giá là 7.300.000 đồng cho anh em nhé, 7.300.000 đồng cho tất cả mọi người, vẫn tặng kèm full kiện sạc ôm lưng cường lực bảo hành 3 tháng. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 64GB, 11 Pro 64GB, nguyên bản nguyên áp, máy màu trắng, còn duy nhất một cây. Đấy, con này thì mình để cho anh em giá là 6.300.000 thôi. Đấy, iPhone 11 Pro này 6.300.000 đồng, máy quốc tế full chức năng. Nói chung là hàng zin thì con nào pin kém hết đây, kể cả những hàng nguyên bản nguyên áp đây cũng pin kém hết mà anh nha. Đấy, 11 Pro 6.300.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Máy quốc tế full chức năng 64GB, máy màu trắng cực kỳ đẹp, 6.300.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng iPhone 13 zin 13 này, màu hồng này, zin nguyên bản nguyên áp này, máy màu hồng đẹp dã man luôn. Con này mình để cho anh em giá là hơn 10 triệu em nhá. Màu hồng và màu xanh, hai con này đều là hàng nguyên bản nguyên áp nhá. Con màu xanh thì pin cao hơn, con màu xanh pin zin 92 luôn.
Màu hồng thì chỉ pin 8x thôi. Nhưng được cái màu hồng này thì hầu như là anh em nào cũng thích đúng không? Màu hồng này thì anh em nào cũng thích rồi. Quá là ngon luôn. iPhone 13 màu hồng màu xanh, bán 128GB, zin keng. Đấy, áp luôn. Con nào cũng còn áp, màu đẹp trên 900 keng. Con này, hai con này mình để cho anh em giá là hơn 10 triệu nhá. iPhone 13 thường hơn 10 triệu đồng cho tất cả anh em. Những anh em nào thích chơi hàng chất thì lấy cho mình những con dòng này. Còn anh em mai mà thích, anh em thích 13 và những hàng phim mực thì mai mình sẽ về cho anh em, sẽ lên cho tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay ở đây thì mình lên cho anh em dòng 12 Pro đi. Đâu anh em? iPhone 12 Pro hay là 11 Max nhỉ? Tôi lên nốt cho anh em dòng 11 Max trước đi. iPhone 11 Max quốc tế full chức năng 64GB, màn phim anh em nhé, con này màn phim siêu bé siêu mờ. Đấy, hình thức đẹp luôn. Con này mình để cho anh em giá 6,8 triệu thôi. Đấy, iPhone 11 Pro Max quốc tế zin full. Đấy, màn phim mực bé tí đây luôn. Thực sự là không ảnh hưởng bất kỳ một cái gì luôn. Đây mình test cho anh em nhé. Mình test cho anh em zin nguyên bản nguyên áp luôn, màn zin đấy, không phải màn thay màn lô hay màn GX hay là màn gì đâu. Con này là màn zin luôn. Đấy, bị phim mực cực kỳ mờ bé đây luôn, cực bé cực mờ luôn. Để cho mọi người với giá là 6,8 triệu nhá. Face ID đầy đủ, cam nét căng. iPhone 11 Pro Max 64GB 6,8 triệu đồng cho tất cả mọi người nhá. Màn to pin châu, chiến mọi loại game cho anh em đây. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max 512GB. Con này thực sự cũng nhiều anh em hỏi phép, nhưng mà chưa anh em nào chốt. Thôi hôm nay mình bán cho anh em với giá gọi là chắc chắn là anh em mua được luôn anh em nhá. iPhone 11 Pro Max, ok chưa? Bản 512GB bình thường. Đấy, con này là mình đang để cho anh em với giá là 7,8 triệu không thay pin. Hôm nay để cho anh em với giá là 7,8 triệu cả thay pin. Ok chưa? iPhone 11 Max 512GB máy màu trắng đẹp dã man luôn. Màn bị một đúng một chấm bé tí 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 đây. 7,8 triệu cả thay pin. Anh em nào không thay pin, mình để cho anh em với giá là 7,6 triệu. 11 Pro Max 512GB 7,6 triệu đồng cho tất cả anh em. Ôi trời ơi, 7,6 triệu nha. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max 256GB, máy quốc tế full chức năng, màn zin mực bé, hàng zin áp anh em nhá, màn zin mực bé hàng zin áp này. Ôi, con này hôm nay để cho anh em giá là 7,350,000. iPhone 11 Pro Max quốc tế full chức năng 64GB đây, mực tí đây thôi. Còn lại là zin hết, vỏ đẹp màn đẹp anh em nhé, vỏ đẹp màn đẹp này. Con này mình để cho anh em với giá là 7,350,000. iPhone 11 Max 64GB, iPhone 11 Max 256GB, sorry anh em nhé, 256GB 7,350,000 cho tất cả anh em. 7,350 em nhé, 7,350,000 cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone 11 Max 256GB. Con này pin bán luôn, con này pin bán luôn thì để cho anh em với giá là 7,500,000. iPhone 11 Max 256GB, máy đẹp anh em nhá. Đấy, pin bán luôn này, mực bé tí ở cạnh này luôn. Con này mình để cho anh em giá là 7,500,000 đồng, vẫn tặng kèm phụ kiện cộng sạc ốp lưng cường lực 7,5 triệu nha anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 11 Pro Max zin full zin áp. iPhone 11 Max 64GB zin nguyên bản zin áp nhá. Con này thì nói chung hình thức màu xanh, máy đẹp nhưng mà vỏ máy zin full nhưng vỏ phải một tí đây. Đây, màn đẹp nhá, màn đẹp không vết xước luôn và vỏ phải một tí tẹo đây thôi. Nói chung là phải một tí tẹo đây thôi nha anh em. À, tí tẹo tẹo đây này. Thôi, con này là zin hết, zin áp luôn. Con này pin năng là 83%. Trong máy là 80 mấy nhỉ? Đây mình xem, mình như trong máy là 83, trong pin chuẩn là 84. Anh em nhá, pin zin chuẩn là 84. Con này mình để cho mọi người với giá mỗi hôm là 8,4 triệu. Hôm nay để luôn cho anh em với giá là 8 triệu bao nhiêu ạ? 8,200,000 đồng. iPhone 11 Max 64GB zin nguyên bản nguyên áp 8,200,000 đồng cho tất cả anh em. 8,2 triệu nha mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con XS. Đây, hôm trước anh em nào hỏi iPhone XS hàng zin. Đấy nhá, zin áp luôn anh em nhá. iPhone XS hàng zin 256GB, một trắng một gold. Ôi trời ơi, hôm nay thì luôn cho anh em giá là 4,750,000, không hôm nào có giá này được đâu. Thề với anh em luôn, zin nguyên bản nguyên áp đẹp trên 900 keng không zin tả máy. 4,750,000 cho tất cả anh em, 4,750 nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 128GB màu đen, nguyên bản nguyên áp của em đây. Hôm qua thì hết pin đúng không? Hôm nay đây, nói chung là hàng này mình sẽ báo luôn cho anh em là tất cả hàng zin thì pin sẽ kém. Anh em thay có thể thay pin, mình có thể hỗ trợ thay pin, hoặc anh em về dùng nếu pin kém anh em thì tự thay và ra quán kiểm tra luôn xem máy có zin không. Nếu không zin tặng máy anh em nhá. Con này iPhone 11 128GB này, con này mình để cho mọi người với giá bao nhiêu ạ? Con này mình để cho anh em với giá là 6,300,000 đồng nhá. 11 128GB zin full 6,300,000 đồng cho tất cả anh em, hình thức ok. Đấy, vỏ zin hết này, 6,3 triệu nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường 64GB zin áp. Con này mình báo luôn là đã thay màn zin. À quên rồi, đã thay pin. Quên lại, đã thay màn zin. Con này màn zin, đã thay pin zin anh em nhé.
Con này màn zin, men zin, vỏ zin, hình thức đẹp như đã thay pin zin rồi. Đấy, máy Mỹ là A64GB. Con này thì mình để cho mọi người với giá pin 100% nhá. Đã thay pin mới 100% rồi. Con này thì cho anh em với giá là 6 triệu. iPhone 11 64GB, máy quốc tế full chức năng pin 100%, 6 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 12 Pro mực bé. Đây, 12 Pro 256GB đây, màn zin mực bé đây. Pin 85% nhá, màn mực bé tẹo luôn. Mực bé tẹo đuôi này luôn. Đấy, cái này bé tí đi. Thôi con này hôm nay mình để cho anh em với giá là 8 triệu bao nhiêu ạ? iPhone 12 Pro 256GB, 8 triệu 5 đúng không? Thì để hôm nay để cho anh em giá 8 triệu 4, màu vàng gold đẹp dã man luôn. 8 triệu 400 nghìn đồng cho tất cả anh em. Còn những cái con mà mình không lên thì là mình đã bán rồi nhá. Đấy, con màu xanh thì mình cũng khách đến quán đấy luôn. À, đến quán, anh em đến quán trực tiếp lấy luôn. Đấy, con này mình để cho anh em giá 8 triệu 4, màu vàng gold, để cho anh em bằng với giá con màu xanh luôn. 8 triệu 400 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá, 8 triệu 4 này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max, à 12 Pro nữa. Con này cũng là màn zin, zin áp mực kim luôn, pin 8485. Con này thì mực bé tẹo tẹo. Đây, mực bé tẹo tẹo này thôi. Con này thì mình để cho anh em với giá là màu vàng gold nhá, bản 256 đẹp mà mực bé tí này. Con này thì mình để cho anh em với giá là 8, con này để cho anh em vừa nãy để cho anh em báo giá 8 mấy nhỉ? Con này để 84 đúng không? Thì con màu vàng này 256 này đẹp hơn. Mở lại hai con đều đẹp, như ý là con mực này to một chút, con mực này bé một chút, thì con này mình bán cao hơn cho anh em là 200 em nhá. Thì cho mọi người với giá là 8 triệu 600 nghìn đồng, iPhone 12 Pro 256GB, màu vàng gold, zin áp pin cao nhá, vì zin áp pin bán luôn, và mực này cực kỳ nhỏ luôn, nhỏ tẹo 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 luôn. Con này mình để cho anh em giá 8 triệu 6, vẫn tặng kèm full phụ kiện. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro 128GB, máy quốc tế full chức năng màn mực. Con này thì mình để cho anh em giá hôm nay chỉ là 7 triệu mấy được. Hôm nay để cho anh em giá 7 triệu 6 em nhá. 12 Pro 128GB này, máy quốc tế full chức năng zin full. Đấy, mực tí đây bên cạnh này thôi. Máy màu trắng, mực tí bên đây thôi. Để cho anh em giá 7 triệu 600 nghìn đồng cho tất cả anh em. Mình để luôn cho anh em với giá là 7 triệu bao nhiêu ạ? 7 triệu 550 nghìn đi. 7 triệu 550 nghìn. Anh em đã có iPhone 12 Pro 128GB, máy quốc tế full chức năng full face đi. Zin full zin áp nhá, mực bé tí đây. Hồi đây vẫn còn con nữa. Đấy, con này thì mình sẽ tặng cho anh em ốp lưng cường lực nhá. Còn đây là một con iPhone X Max 64GB, zin hết này, men zin này. Đấy, màn zin này, pin zin này, pin zin 86 này, vỏ zin này. Đấy, con này mình để cho anh em vỏ zin pin 86 rồi nhá. Con này vỏ zin, pin zin 86, hình thức đẹp. Con này mình để cho anh em với giá là 5 triệu bao nhiêu? 5 triệu 9. iPhone X Max 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 86 cao, pin zin cao, 5 triệu 900 nghìn đồng cho tất cả anh em nhé. 5 triệu 900 nghìn đồng cho tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có số kèo đây lên cho tất cả anh em. Những anh em nào đang cần mình mua bán hay tư vấn hay sửa chữa bất kỳ dòng nào, cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0337606917 nhé. Đấy, vừa là số điện thoại vừa là số Zalo của mình. Cảm ơn mọi người rất chi nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người video ngày hôm sau. Bye bye, chào tất cả anh em.